xin chào bạn cho quay trở lại kênh Thuần Tĩnh. Video này tôi sẽ bạn là cách thì tắt cái thông báo cập nhật phần mềm cho cô máy Xiaomi Redmi Note 8 đây. Để thực hiện nhé. Đây tôi sẽ vào cài đặt này. Giới thiệu điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 nhé. Tức đâu bạn đang sử dụng cái bản Android bản MIUI này nó ổn định rồi, bạn không muốn cập nhật lên thì ta làm như sau. Ta sẽ vào cài đặt này, ta sẽ chọn giới thiệu điện thoại này, trình quay lại nhá, trình cập nhật hệ thống này, tắt hết mạng, hết dữ liệu di động này, nhấn vào cài đặt này, hiển thị cho mọi người tắt này đi, chọn vào đây, ta sẽ chọn vào không cập nhật. Mac này, ta sẽ vào giới thiệu điện thoại. Đấy, gõ về tất cả thông số này. Redmi Note 8 nhé. Đây phiên bản MIUI. Gõ vào 7 lần nhé. Bạn ơi nhà phát triển, ta sẽ back ra. Ta sẽ kéo xuống chọn cài đặt bổ sung. Đi chọn nhà phát triển này. Ta sẽ chọn đây, cầm nhận hệ thống tự động tắt cái này đi. Tắt này, ok. Xong. Bây giờ nó sẽ không thông báo cái cập nhật cái bản phần mềm bản MIUI mới nhá. Hôm vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách tắt cái thông báo cập nhật phần mềm trên cô máy Xiaomi Redmi Note 8. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.